Xin chào tất cả các fan bóng đá của Mr. Zero. Mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Những pha bóng mà chỉ cầu thủ có IQ 300 mới nghĩ ra. Thường tiêu chí để đánh giá cầu thủ bóng đá dựa trên sức khỏe, tốc độ, kỹ thuật. Một số cầu thủ nổi tiếng còn sở hữu chỉ số thông minh rất cao ở mức thiên tài. Họ có góc nhìn và những pha xử lý rất riêng khiến đối thủ rất khó đón. Họ còn được mệnh danh là những Einstein của bóng đá. Và hãy cùng Mr. Zero điểm qua những pha bóng mà chỉ cầu thủ có IQ 300 mới nghĩ ra. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero. Thế giới của những cầu thủ bóng đá chứa đầy sức mạnh, cơ bắp và sự dẻo dai. Nhưng ở đâu đó là cả một sức tính toán và lên kế hoạch cho mỗi pha bóng. Điều đó được thể hiện qua những cú đá phạt hay những pha phối hợp đầy ăn ý với nhau. Đôi khi các cầu thủ của chúng ta còn được ví là người sở hữu IQ siêu đẳng nữa đấy. Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip những pha bóng mà chỉ cầu thủ IQ 300 mới nghĩ ra ngay bây giờ nhé. Trent Alexander-Arnold đã ghi bàn cho Liverpool trước Chelsea sau một pha dàn xếp đá phạt hoàn hảo với đồng đội Mohamed Salah. Alexander-Arnold tung cú sút phạt đẹp mắt đánh bại thủ môn Kepa của Chelsea sau khi Salah đánh gót thông minh. Khi đặt bóng xuống và chuẩn bị đá phạt, cầu thủ người Đức dường như đã nhận thấy thủ môn của Valencia đang đứng cách xa khung thành để chỉ đạo hàng phòng ngự. Tận dụng thời điểm này, Toni Kroos tung cú sút xoáy vào bên trong khung thành, ghi một bàn thắng siêu phẩm trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Valencia. Để bảo vệ Real tránh khỏi một bàn thua trước Atletico tại chung kết cúp nhà vua mùa giải 2019-2020, Van Verde đã để bị đuổi khỏi sân. Morata thoát súng và có cơ hội ghi bàn 10-10 trong thế đối mặt với Thibaut Courtois. Tuy nhiên, Van Verde đã không cho phép Morata có cơ hội dứt điểm khi chủ động phạm lỗi từ phía sau. Chính huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico cũng phải thừa nhận, pha phạm lỗi với Morata là khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu và Van Verde đã thắng trận đấu này nhờ pha phạm lỗi của mình. Trong trận đấu giữa Wolves và Stoke thuộc khuôn khổ Premier League mùa giải 2010-2011, bộ đôi cầu thủ Wolves đã giúp đội nhà giành chiến thắng. David Jones đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội bóng Stoke. Cựu ngôi sao người Anh bắt vô lê gọn gàng sau quả mồi bóng độc nhất vô nhị của người đồng đội Willy Carr. Một trong những pha phối hợp đầy tình ý, Müller lẻn xuống rất tinh quái sau cú đá phạt nhanh của Thiago Alcantara trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành của Red Star Belgrade. Các cầu thủ Liverpool đã có pha phối hợp xé toang hàng thủ Newcastle. Salah cầm bóng ngoài khu vực 16m50, sau đó chuyền cho Firmino để thực hiện pha bật tường. Firmino khống chế nhạy cảm bằng chân phải và dùng chân trái giật gót kiến tạo. Salah trong thế đối mặt dễ dàng ghi bàn. Guti có rất nhiều khoảnh khắc thiên tài đồng lại trong tâm trí người hâm mộ và đây chính là một trong số đó. Xuất phát từ tình huống phản công sau khi Iker Casillas bắt được bóng, ném cho Benzema, Kaká và Guti cùng tham gia vào tình huống phản công với những bước di chuyển khôn ngoan. Benzema chuyền cho Kaká, rồi cầu thủ người Brazil đưa bóng cho Guti ở vào thế đối mặt với Aran Zubia. Anh không dứt điểm mà đánh lừa đối thủ bằng cú nhả gót về phía sau, giúp Benzema ghi bàn, mang về chiến thắng sau 19 năm chỉ biết hòa và thua trên sân Riazzo của Deportivo. Thay vì đứng cách bóng một đoạn để thực hiện chạy đà như các cầu thủ bình thường, Aduriz đứng ngay cạnh trái bóng. Khi tiếng còi của trọng tài cất lên, lão tướng người Tây Ban Nha lùi lại một bước như thể thực hiện lấy đà. Nhưng không, anh dùng ngay chân vừa bước thực hiện cú đá vào góc xa, khiến thủ thành Jordi Masip không còn cách nào khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Diego Perotti với những pha đá phạt 11m đang là hình mẫu chuẩn mực cho một kiểu sút penalty đi bộ. Anh thực hiện theo kiểu đi bộ thông dòng rồi sút bóng hạ gục thủ môn.
Với khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt dán chặt vào quả bóng, Jorginho tiến về chấm 11m rồi bất ngờ bật người lên cao. Động tác chạm đất của tiền vệ người Italia được thực hiện song song với cú đặt lòng không thể cản phá. Kỹ thuật độc đáo này của Jorginho trở thành đặc sản của anh chàng, kiểu sút nhảy chân sáo. Van Dijk đã có một pha cứu thua đầy thông minh cho Liverpool. Sissoko dẫn bóng đột nhập vào vòng cấm và dứt điểm vọt xa. Lập tức, trung vệ người Hà Lan đã di chuyển cực kỳ khôn khéo, khiến Sissoko không thể chuyền bóng cho Son và buộc phải dứt điểm với chân không thuận. Thủ môn Loris Karius thực hiện pha ném bóng không quan sát. Với ốc quan sát thượng thừa, Benzema lợi dụng cơ hội đá bóng đi vào lưới trong sự sững sờ của toàn đội Liverpool cũng như khán giả. Ở tình huống này, thủ môn Adrian vẫn đang bận dàn xếp các vị trí của hàng rào Liverpool, nhưng trọng tài Martin Atkinson đã cắt còi cho Brighton thực hiện cú sút phạt và Lewis Dunn đã nhanh chân sút bóng ngay khiến các cầu thủ Liverpool không kịp phản ứng. Đây là một trong những bàn thắng lấu cá và ma mạnh nhất mọi thời đại của Real Madrid, hậu vệ Nacho. Trong khi các cầu thủ đội khách vẫn đang thiết lập hàng rào, thì Nacho bất ngờ thực hiện cú đá chớp nhoáng làm tung lưới Sevilla trong sự ngỡ ngàng của những ai chứng kiến. Tiền đạo Luis Suarez lãnh trách nhiệm thực hiện quả đá phạt, đã khéo léo đưa bóng qua chân hàng rào của các cầu thủ Inter Milan. Nhưng tiền vệ Marcelo Brozovic bất ngờ có pha xử lý không tưởng khi nằm xoài ra sân. Ngay sau lưng các cầu thủ làm hàng rào và anh đã thành công vô hiệu hóa được cú đá của Suarez. Nhờ có pha chặn xuất phạt theo kiểu lấp lỗi cho mai của tiền vệ Inter mà tiền đạo Lionel Messi có mặt trên khán đài sân Nou Camp, chứng kiến các đồng đội thi đấu không giấu nổi sự phấn khích. Trong trận đấu giữa PSG và Marseille, tiền vệ Lucas Moura của đội chủ nhà có tình huống lừa bóng rất đỉnh khi đánh lừa được cầu thủ đối phương. Nhận thấy Roman Alessandrini của Marseille lao đến rất nhanh, Lucas Moura đã quyết định bỏ bóng và làm động tác giả rất tinh quái thay vì chuyền cho đồng đội hay lừa bóng qua đối thủ. Pha bóng ngẫu hứng của Moura vô tình khiến Alessandrini trở thành gã hề. Trong pha đá phạt 11m, Messi và Suarez phối hợp phạt đền cực ảo. Thay vì sút thẳng, tiền đạo người Argentina lại chuyền ngang để đồng đội Suarez băng lên ghi bàn cùng nhau hành hạ thủ môn đối phương. Với tình huống phối hợp ghi bàn sáng tạo, hai cầu thủ Barca đã có pha biểu diễn khiến giới mộ điệu vô cùng phấn khích. Pha bóng này diễn ra trong trận Brazil gặp Uruguay tại World Cup năm 1970. Đây cũng là pha bóng thể hiện kỹ thuật siêu đẳng của Pelé. Vua bóng đá tăng tốc sau khi nhận đường chuyền của đồng đội. Ông dùng động tác giả vượt qua thủ môn đối phương, chi tiết là cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác. Trent Alexander-Arnold đã có tình huống xử lý nhanh khiến hàng thủ Barcelona không kịp trở tay. Anh đã được ca ngợi vì khoảnh khắc thiên tài của mình trong trận gặp Barcelona. Trong lúc Alexander-Arnold dường như đang tiến về phía Serdan Shaqiri và hàng thủ Barcelona còn mãi lo xếp đội hình phòng ngự, anh đã nhanh trí thực hiện một pha đá phạt góc đầy bất ngờ. Alexander-Arnold nhanh chóng tạt bóng mà ngay cả Shaqiri cũng không nhận ra. Trong tư thế trống trải không bị kèm, Origi đã thoải mái dứt điểm tung lưới Barcelona. Gerard Piqué là người đầu tiên nhận ra chiêu trò bên phía Liverpool và cố gắng quay trở lại phòng ngự, nhưng tất cả đã quá muộn. Vậy mới thấy, các cầu thủ của chúng ta không chỉ giỏi trong bóng đá mà còn thông minh cả ở chiến thuật phải không nào?
Không biết bạn yêu thích màn xử lý bóng xuất sắc của cầu thủ nào nhất? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết ở một bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.